Sáng nay tại trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, hội nghị toán học toàn quốc lần thứ 10 năm 2023 đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam, được tổ chức 5 năm một lần. giờ hội nghị có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ 10 đã thu hút được gần một đại biểu đến từ các trường, viện nghiên cứu trên cả nước. Đặc biệt có hai đại biểu là nhà khoa học nước ngoài và gần 90 nhà toán học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Hội nghị bao gồm 7 báo cáo mời các phiên toàn thể của các nhà toán học xuất sắc người Việt ở trong và ngoài nước, 70 báo cáo mời của các tiểu bang và 432 báo cáo ngắn tại 10 tiểu bang. So với kỳ hội nghị năm 2018, hội nghị lần này có số tiểu bang tăng thêm từ 8 lên 10 tiểu bang do sự lớn mạnh về số lượng các nhà nghiên cứu và giảng dạy toán học và sự mở rộng phạm vi nghiên cứu và ứng dụng toán học ở Việt Nam, ví dụ như khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, một số hoạt động nhân hội nghị cũng sẽ được tổ chức liên quan đến giáo dục toán học, ứng dụng toán học trong chuyển đổi số như khóa học FinTech AI và Blockchain, những kiến thức phổ cập cho nhà quản lý và hoạt định chính sách, tòa đàm về giáo dục toán học ở Việt Nam, những vấn đề cấp bách. Hội nghị diễn ra từ ngày 8 cho đến ngày 12 tháng 8 năm 2023.